Chào các bạn, mình là Ngô Hoàng Đạo, mã số sinh viên của mình là CUV020HP29. Ở cái video lần này mình sẽ làm bài tập về bộ môn kế toán. Thì ở cái bộ môn kế toán này thì mình có một cái bài tập về nhà như sau. Giờ một cái doanh nghiệp nó có những cái tài liệu gồm 11 cái mục như sau là tiền mặt vay ngân hàng đến trả công nhân viên. Và đây là bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau một năm thì đến ngày sau sau đến ngày tháng 1 năm 2022 thì nó phát sinh thêm những cái khoản giao dịch gồm 80 khoản giao dịch này. Thì bài tập yêu cầu phân loại các cái nội dung. Và nội dung tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì đây chính là những cái nội dung vào 31 tháng 12 năm 2021. Những cái nội dung trước trước năm 2022 đấy thì mình đã làm một cái bảng đây rồi. Và các mục tài sản đã phải trả vốn chủ sở hữu, đây mình cũng đã liệt kê rồi. Tính giá trị tổng tài sản đã phải trả vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì mình đã tính rồi. Mình đã dùng hàm sum để tính tổng tất cả những cái này. Và bao giờ đương nhiên là tài sản thì cũng bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Mình có thể bà tính tổng luôn xem nó có bằng nhau không nhé. Bằng. Đây, bằng đây. Bao giờ cũng vậy thì sẽ bằng nhau. Thì với những cái từng cái giao dịch trong tháng 1 năm 2022, phân tích ảnh hưởng của mỗi giao dịch đến tình hình tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tính giá trị tổng tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 1 năm 2022. Đầu tiên thì chúng sẽ tính tổng tài sản. Đầu tiên là làm từng cái giao dịch để cái bảng nó thay đổi. Thứ hai là tính lại cái gì giá trị tổng tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu. Vậy thì mình sẽ làm cái này là thêm một cái sheet khác đi. Đây là bảng báo cáo tài báo cáo tài chính 12 năm 2021 tháng 12. Đây là bảng báo cáo tài chính tháng 12 năm 2022. Thì mình cũng sẽ biểu diễn cái bảng này trong cái video này luôn để các bạn có thể nhìn được xem là cái sự thay đổi của tài sản vốn chủ sở hữu nợ phải trả nó sẽ thay đổi như thế nào sau một năm với những cái giao dịch phát sinh. Mỗi năm nó sẽ thay đổi nó như thế nào. Ok. Đầu tiên này, khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng là 6 triệu đồng. Khách hàng trả nợ chứng tỏ là một cái khoản phải thu của khách hàng là 8 triệu thì mình sẽ trừ đi. Mình đã thu được 6 triệu đồng của khách hàng. Thì sẽ còn thu còn 5 triệu còn tiền gửi ngân hàng. Khách hàng có gửi tiền vào ngân hàng là 6 triệu. Thì bây giờ tiền gửi ngân hàng của mình đang là 11 triệu và cái khoản phải thu trong cột tài sản của mình đã giảm xuống còn 2 triệu do khách hàng đã thanh toán. Vậy là xong giao dịch phát sinh đầu tiên. Thứ hai, nhập kho 4 triệu hàng hóa trả bằng tài khoản ngân hàng. Nhập kho 4 triệu. Vậy là tồn kho của mình hiện tại đang là 13 triệu. Vậy thì mình sẽ nhập kho
thêm 4 triệu nữa để nâng cái khoản tồn kho của mình, bây giờ đang là 17 triệu. Và cái tiền 17 triệu tiền kho, tiền sản phẩm kho lại thì mình sẽ phải thanh toán cho nhà mất 4 triệu đi. Tiền gửi ngân hàng của mình bây giờ còn lại là 7 triệu. Thứ ba, vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 3 triệu đồng. Vay ngắn hạn. Đây chị về đây sẽ vào một cái khoản vay ngắn hạn để trả nợ cho người bán 3 triệu đồng. Vay ngắn hạn. Vay ngắn hạn ở đây là 3 triệu. Ok. Vậy mình đã phát sinh thêm một cái khoản vay ngắn hạn là 3 triệu đồng và mình đã trả thanh toán cho người bán 3 triệu đồng này. Thì bây giờ mình chỉ còn nợ người bán là 1 triệu. Xong. Thứ tư, nhập kho 2 triệu. Hàng hóa chưa trả tiền cho người bán. Thứ tư, nhập kho này 2 triệu này. Mình đã nhập thêm kho 2 triệu hàng hóa chưa trả tiền cho người bán. Chưa trả thì mình sẽ phải lại phải trả thêm nữa. Vì vậy bây giờ tồn kho của mình nâng lên. Nhập kho 2 triệu. Mình phải nâng lên. Nhập kho này 2 triệu này. Phải nhỉ? Đúng rồi. Vào mảng tồn kho, đúng rồi. Nhập kho 2 triệu. Thì tồn kho bây giờ của mình đã là 19 triệu. Và mình phải trả thêm cho người bán 2 triệu. Vì mình vẫn chưa thanh toán mà. Chưa thanh toán cái bà khế khoản nợ này. Thứ sáu, nhập thêm vốn góp bằng tài khoản ngân hàng, tiền gửi ngân hàng, quên, tiền gửi ngân hàng là 5 triệu đồng. Nhập thêm vốn góp. Hiện tại tiền gửi ngân hàng của mình đang có cái này tiền. Mình nhập thêm vốn góp, tức là mình đang lấy có số tiền ở bên tài sản vào để bên cái vốn chủ sở hữu thì mình phải trừ đi, nhập thêm vốn góp là 5 triệu. Tiền gửi ngân hàng của mình còn có 20 triệu. Chuyển sang vốn góp. Nhập thêm vốn góp là 5 triệu. Đây trừ 5 triệu rồi đúng không? Ok. Đây cộng thêm 5 triệu. Ok. Thứ bảy, nhận thêm vốn góp. Ok, dùng
Tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắn hạn 4 triệu, dùng tiền gửi ngân hàng. Vậy là mình sẽ dùng tiền này. Đã trừ đi tiền. Ồ nhầm. Tiếp tục trừ đi bao nhiêu? 4 triệu. Tiền gửi với ngân hàng mình đang bây giờ hiện tại đang âm à? 4 triệu. Đây là bao nhiêu? 3 này. Ok. 4 triệu nha. Ok, đúng rồi. 4 triệu. Vậy thì sẽ nhảy sang bên nào? Trả nợ. Dùng tài khoản ngân hàng để trả vợ, trả nợ vay ngắn hạn. Vậy là khoản vay ngắn hạn này nó kết thúc. Coi như là khoản vay ngắn hạn này kết thúc và họ còn nợ mình. Và mình còn đang còn dương 1 triệu. Chi tiêu tiền mặt để thanh toán lương cho công nhân viên. Chi tiền mặt để thanh toán lương cho công nhân viên. Tiền mặt đây bao nhiêu? 2 triệu. Vậy thì mình sẽ phải lấy 2 triệu trong cột tài sản của mình để trả cho công nhân viên. Trả cho nhân lương nhân viên. Nhân viên là bao nhiêu? 2 triệu. Đúng chưa nhỉ? 2 triệu, ok này. Đây có vẻ đây là 2 triệu thôi, quên mất thành 20 triệu. 3, 6. À, lương nhân viên phải là hết chứ, quên mất. Nhầm nhé, không. Tại vì mình lấy tiền mà, mình lấy tiền mặt để mình trả cho lương nhân viên thì lương nhân viên có nghĩa là mình đang nợ tiền của nhân viên, thì bây giờ mình trả là coi như là hết, nhân viên này còn không. Ok. Vì vậy với từng giao dịch trong tháng, phân tích ảnh hưởng mỗi giao dịch đến tình hình tài sản. Thì vừa rồi mình đã phân tích trong cái video lần này của mình rồi, thì tính giá trị tổng tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu. Tính tổng tài sản này thì hiện tại vào tháng bảng tài chính kế toán vào tháng 12 năm 2022 thì gồm tổng tài sản nó sẽ gồm 57 triệu. Trong đấy nợ phải trả sẽ phải trả 15 triệu, gồm có vay ngân hàng, trả cho người bán, thuế, và mình sẽ thu được một khoản vay ngắn hạn là lời thêm là 1 triệu, coi như là âm đấy, cộng với vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối vẫn nguyên và vốn chủ đầu tư là 48 triệu. Mình sẽ tính tổng lại xem hay bao giờ tài sản cũng sẽ bằng nguồn vốn mà, thì mình sẽ tính tổng hai cái này vào.
Ok.